Như chúng ta biết là xưa kia các cụ vẫn hay nói nhất dáng nhì da, để nói đến cái tầm quan trọng của làn da, đặc biệt là đối với sức khỏe và cái vẻ đẹp của trẻ em phụ nữ chúng ta. Và đối với phụ nữ thì chúng ta thấy là ai cũng muốn được thừa hưởng một cái làn da trắng sáng, mịn màng, cũng như là không có những cái vết sạm nám và da nhăn nheo chảy xệ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy theo thời gian, do rất tác động của rất nhiều những các cái yếu tố có thể làm cho chị em phụ nữ chúng ta có một cái làn da sạm nám. Trong đó nó có những các cái yếu tố như là, thứ nhất là về di truyền, thứ hai nữa là do những cái tình trạng tác động từ môi trường, như là những cái ô nhiễm từ những cái khói bụi này, những cái ô nhiễm từ các cái nhà máy sản xuất cũng như là các cái phương tiện giao thông, rồi những cái tác động từ ánh nóng mặt trời với một cái nhiệt độ cao. Và đặc biệt nữa là do cái những cái căng thẳng, stress ở trong cuộc sống hàng ngày của chị em phụ nữ chúng ta, cũng như là một cái lối sống không khoa học, chế độ ăn uống sinh hoạt không lành mạnh này, và đặc biệt là cái việc chăm sóc làn da nữa, nó cũng đã khiến cho chị em phụ nữ chúng ta đã gia tăng những cái tình trạng như là sạm nám da và ngày càng trẻ hóa. Và trên thực tế thì cái việc mà trị các cái nám này cũng gặp rất nhiều các cái khó khăn, do là các cái phương pháp điều trị hiện nay nó cũng chưa tác động vào những các cái căn nguyên gây bệnh, nên là chính vì vậy mà nó dẫn đến những cái tình trạng là tái phát này, không mang lại hiệu quả, và đôi khi thì còn ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta nữa. Và hiện nay trên thị trường thì chúng ta thấy là có rất nhiều những các cái sản phẩm được quảng cáo là có cái tác dụng trị nám, trị sạm da bằng các cái phương pháp như là đông y này, tây y này, cũng như là một số các cái kem trộn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là không phải cái làn da nào nó cũng phù hợp cũng như là có thể mang lại cái hiệu quả. Chính vì vậy mà khi lựa chọn những các cái sản phẩm để trị nám thì chị em chúng ta cũng nên tìm hiểu này, lựa chọn những các cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cũng như là có các cái thành phần mang lại cái hiệu quả, và đặc biệt nữa là được bào chế trên các cái dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, và đặc biệt là được Bộ Y tế cấp phép. Và chính vì vậy mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các quý vị khán giả một sản phẩm. Đó chính là bộ ba sản phẩm Dara, trong đó thì nó có là, thứ nhất là kem dưỡng da ban ngày. Cái thành phần thứ hai đây là kem dưỡng da vào ban đêm. Và một cái thành phần nữa đây là serum trị nám. Và đối với sản phẩm Dara này thì thời gian qua cũng đã có những cái phản hồi rất tích cực ở những người tiêu dùng. Thế vì sao mà sản phẩm kem trị nám Dara nó lại có những cái tác dụng như vậy? Thì có ba cái ưu điểm nổi trội. Thứ nhất là sản phẩm kem trị nám Dara này đã được nghiên cứu trên những cái làn da người châu Á và đặc biệt là người Việt Nam, nên chính vì vậy mà khi sử dụng nó sẽ rất phù hợp với những cái làn da của chị em chúng ta, trong việc hỗ trợ trong việc trị nám này, cũng như là cải thiện những cái tình trạng da lão hóa. Thế và một cái ưu điểm thứ hai đó chính là các cái thành phần ở trong sản phẩm này. Chúng ta biết là các cái thành phần ở trong sản phẩm kem trị nám Dara gồm những cái thảo dược rất là quý hiếm này, mà xưa kia cha ông ta rất hay sử dụng trong những các cái bài thuốc để điều trị các cái chứng bệnh sạm nám cũng như là các cái tình trạng lão hóa da. Và những cái sản phẩm này thì hầu hết là được nhập khẩu từ nước ngoài, cụ thể trong đó như là nhân sâm được nhập khẩu từ Hàn Quốc này, rồi là chiết xuất từ hoa anh đào được nhập khẩu từ Nhật Bản, nấm tuyết cũng như là collagen thủy phân vân vân. Và chúng ta biết là cụ thể thì nhân sâm Hàn Quốc, chúng ta biết nhân sâm Hàn Quốc là một trong những cái loại thảo dược mà rất được hay sử dụng ở trong những các cái mỹ phẩm của Hàn Quốc, và được chị em phụ nữ hay lựa chọn những các cái sản phẩm mà có nguồn gốc có các cái thành phần từ nhân sâm. Và theo quan niệm của y học cổ truyền thì nhân sâm nó có tác dụng đại bổ nguyên khí, tức là nó hành khí hoạt huyết, nên chính vì vậy mà giúp cho cái làn da của chúng ta nó được dinh dưỡng đầy đủ. Và đặc biệt chúng ta thấy trong nhân sâm nó có rất nhiều những các cái vitamin, các khoáng chất cũng như là các hoạt chất sinh học. Nó có, thứ nhất là nó có tác dụng dưỡng ẩm cho da, giúp cho làn da của chúng ta nó mềm mịn. Thứ hai nữa là trong nhân sâm nó có rất nhiều các cái hoạt chất, nó có tác dụng chống oxy hóa, khử các gốc tự do, nên chính vì vậy mà nó giúp cho phục hồi và tái tạo những cái làn da, tránh những cái tác động từ môi trường bên ngoài. Và trong nhân sâm nó cũng có cái tác dụng từ những cái hoạt chất sinh học đấy,
đấy nó có cái tác dụng làm trắng da, sáng da, và đặc biệt là nó cũng giúp cho giúp cho làn da của chúng ta săn chắc và có độ đàn hồi tốt. Vâng, một thành phần tiếp theo đó chính là chiết xuất từ hoa anh đào. Chúng ta biết là cái hoa anh đào cũng là một trong những thảo dược mà người Nhật Bản rất hay sử dụng ở trong các cái mỹ phẩm. Và qua nghiên cứu thì người ta nhận thấy rằng trong hoa anh đào nó cũng có rất nhiều những cái tác dụng. Thứ nhất là trong hoa anh đào nó có cái hoạt chất để ức chế cái sắc tố melanin, nên chính vì vậy mà nó sẽ làm giảm những cái hắc tố melanin, làm cho làn da được sáng trắng hơn, tránh những cái tình trạng sạm nám do tác nhân từ môi trường bên ngoài. Thứ hai nữa là nó cũng có cái tác dụng là có nhiều các hoạt chất sinh học, nó có tác dụng là chống oxy hóa, khử các gốc tự do và để phục hồi tái tạo làn da, cũng như là nó có cái tác dụng như là tăng cường cái collagen để giúp cho đàn hồi da tốt. Thành phần tiếp theo là chiết xuất rau má. Chúng ta biết rau má cũng là một vị thuốc quý học cổ truyền. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và bổ huyết. Và trong rau má thì nó có rất nhiều những các cái thành phần như vitamin C, vitamin A và đặc biệt nữa là các khoáng chất, các hoạt chất như saponin, và nó có cái tác dụng là chống oxy hóa, khử các gốc tự do, và đặc biệt nó có tác dụng mát, nên là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc này, có tác dụng trị mụn để giúp cho cái làn da tránh những cái dẫn đến cái tình trạng lão hóa. Và nó cũng có cái tác dụng ức chế các cái hắc tố melanin, nên chính vì vậy giúp cho làn da nó sáng trắng. Và thành phần tiếp theo đó là chiết xuất từ hoa cúc vàng. Chúng ta biết là hoa cúc vàng cũng là một trong những cái thảo dược mà xưa kia cũng rất hay sử dụng trong các cái làm đẹp cho chị em phụ nữ chúng ta. Và qua nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng trong hoa cúc vàng nó có cái tác dụng làm giảm những cái thâm quầng ở vùng mắt này và làm cho làm đẹp da. Và hoa cúc vàng nó cũng có cái tác dụng dưỡng ẩm cho da, và nó có những các cái thành phần chống oxy hóa, khử các gốc tự do, nên chính vì vậy cũng giúp cho tái tạo các cái tế bào da và làm tăng cường cái mô liên kết của da và tăng cường cái độ đàn hồi, chống cái tình trạng lão hóa da. Và tiếp theo nữa là chúng ta biết là collagen thủy phân. Chúng ta biết là collagen nó chiếm một vị trí rất quan trọng ở da. Chúng ta biết da thì nó có đến 70% là các cái mô liên kết, và cái collagen nó cũng là một trong những cái thành phần tham gia vào cấu trúc cũng như là để tái tạo các cái mô liên kết, nên chính vì vậy khi cung cấp các collagen nó sẽ giúp cho da nó được có cái độ đàn hồi tốt này, độ mềm mịn tốt và chống những cái tình trạng lão hóa hay là da nhăn nheo chảy xệ. Vâng, thế và đặc biệt nữa là collagen thủy phân, collagen này đã được phân tách thành những các cái thành phần rất là nhỏ, nên chính vì vậy mà nó làm tăng cường các cái hoạt tính cũng như tăng cường cái độ thẩm thấu, tăng cường cái độ hấp thu và giúp mang lại cái hiệu quả tốt trong việc tăng cường các cái mô liên kết và để hỗ trợ trong việc điều trị các cái tình trạng da nhăn nheo chảy xệ. Và khi các cái mô liên kết và nó được đầy đặn thì nó sẽ giúp tăng cường cái quá trình trao đổi chất tại da, nên chính vì vậy mà nó cũng giúp cho cái làn da cải thiện cái tình trạng sạm nám và lão hóa da. Và ưu điểm vượt trội thứ ba nó chính là cái sản phẩm này cũng đã được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và cũng đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ở trong toàn quốc. Và đặc biệt là sản phẩm này cũng đã được ứng dụng bằng công nghệ chiết xuất siêu âm trong quá trình bào chế các cái dược liệu. Và chính cái công nghệ chiết xuất siêu âm này nó sẽ giúp cho là làm cho các cái hoạt tính của dược liệu nó không bị mất đi, mà nó còn làm tăng cường cái hoạt tính và tăng cường cái hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các cái nám sạm da lên gấp nhiều lần hơn so với các cái sản phẩm thông thường khác. Và đối tượng sử dụng sản phẩm trị nám Dara, thứ nhất là những người mà bị da sạm, nám này, tàn nhang này, cũng như là những người mà có cái làn da bị lão hóa như là da nhăn nheo, chảy xệ, da khô. Và thứ hai nữa là nó sẽ có cái tác dụng là phòng ngừa những cái tình trạng lão hóa da cũng như là sạm nám da. Nên là chính vì vậy mà chị em phụ nữ chúng ta nên sử dụng sớm và sử dụng khi mà chưa có những các cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta có một cái làn da đẹp hơn. Trên đây là những cái ưu điểm nổi trội về sản phẩm trị nám Dara để giúp cho các quý vị khán giả có thêm được những cái thông tin, những cái sự lựa chọn cho mình để hỗ trợ trong việc điều trị những các cái tình trạng nám, sạm da, lão hóa da, cũng như là để giúp cho cái việc hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng lão hóa da và sạm nám da. Tôi tin rằng với những cái ưu điểm vượt trội của bộ sản phẩm Dara sẽ là một trong những cái thương hiệu hàng đầu trong việc trị nám, tàn nhang và được nhiều khách hàng tin tưởng
và sử dụng trong cái thời gian tới. Và xin chúc cho chị em phụ nữ chúng ta ngày càng đẹp hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.